Thưa quý vị, cùng với định hướng chung của thành phố, huyện Phong Điền được Thành ủy Cần Thơ xác định phát triển theo hướng đô thị sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch theo nghị quyết số 07. Quán triệt tinh thần nghị quyết, từ đầu năm đến nay, huyện Phong Điền đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là lĩnh vực du lịch ngày càng phát triển về số lượng lẫn quy mô hoạt động. Rạch Sao Eco Garden nằm ở ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, là một trong những điểm du lịch khu nghỉ dưỡng sinh thái vừa mới đi vào hoạt động tại huyện Phong Điền. Ngoài không gian thoáng đãng, tươi mát với nhiều cây xanh, khi đến đây, du khách cũng sẽ cảm nhận rõ ràng hơn về một miền quê đáng sống. Đó cũng là hướng đầu tư vào du lịch được huyện Phong Điền tập trung thu hút nhà đầu tư. Thành phố đang tiến hành cái quy hoạch tích hợp thành phố đó thì cũng xác định rất là cụ thể cái vị trí vai trò của cái Phong Điền trong cái sự phát triển tổng thể chung của thành phố. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến cái vị trí vai trò là một cái trung tâm đô thị sinh thái gắn với phát triển du lịch cũng như là xây dựng nông thôn mới. Với cái chủ trương đúng đắn thời gian qua cộng với cái sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị thành phố cũng như của huyện Phong Điền và cái sự đóng góp tích cực của nhân dân đó thì chắc chắn rằng là trong thời gian tới thì Phong Điền cũng sẽ phát triển theo đúng cái định hướng của thành phố, trở thành cái đô thị sinh thái văn minh hiện đại. Trên cơ sở nền tảng quy hoạch chung của thành phố thì huyện Phong Điền tiếp tục là lãnh đạo và quản lý theo hướng quy hoạch đó và có cái kêu gọi đầu tư từ các cái doanh nghiệp cũng như là các hộ gia đình có điều kiện làm du lịch, và chúng ta hướng tới vấn đề là chúng ta đầu tư xanh. Toàn huyện Phong Điền hiện có 65 điểm tham quan du lịch và di tích lịch sử văn hóa. Đặc biệt hầu hết các khu điểm du lịch đều ngày càng có sự nâng chất về sản phẩm dịch vụ và mở rộng về quy mô. Đặc biệt, việc tổ chức thành công Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền Cần Thơ vào cuối tháng 9 vừa qua đã góp phần vào việc quảng bá hiệu quả hoạt động du lịch của địa phương. Cùng với cái định hướng của thành phố Cần Thơ về du lịch cũng như những cái đề án phát triển du lịch của huyện Phong Điền, thì làng du lịch Mỹ Khánh đã đang và sẽ xây dựng làng du lịch Mỹ Khánh trở thành một khu du lịch sinh thái gắn liền với những trải nghiệm, bên cạnh đó là giúp bảo tồn những cái văn hóa bản địa. Theo thống kê, 9 tháng qua, các điểm du lịch, các khu di tích trên địa bàn huyện đón tiếp gần 1.370.000 lượt khách du lịch, tăng 41% so với cùng kỳ. Trong đó, khách trong nước hơn 1.324.000 lượt, tăng 37%, và khách nước ngoài gần 44.600 lượt, tăng 100% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch của huyện ước đạt 422.256.000.000 đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Với sự định hướng đúng đắn của Thành ủy Cần Thơ và sự quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp, tin chắc rằng trong tương lai không xa, hoạt động du lịch nơi vành đai xanh của thành phố sẽ phát triển nhanh và bền vững.